là cái đầu con chim nha. Cái đầu con chim mà để mình gắn lên trên cái đỉnh chỗ giữa hai cánh mà cái mái trên đó đó. Làm con mắt đó hả? Hai con câu trắng đó. Gì? Một con câu con á. Có con quả cầu tròn hả? Làm con mắt đó hả? Đó. À, đang tạo hình nè. Dữ dằn luôn. Đấy. Đây là cái đầu con chim rồi nha. Nó cái hình đó. Có đôi cánh nè. Đó. Đây mình mới ngang nè. Đây là làm gần xong rồi nha mấy anh em. Đó. Giờ còn làm suối với làm thác ở trong đó thôi. Xây mấy cái bệ này. Mấy cái bệ này để cái thác này lên. Đó, giờ còn làm cái hồ ở đây. Làm cái hồ ở đây cho chim nó tắm rồi nó uống. Mấy cái cầu đậu ở trong cái chuồng kia thì mình dời ra đây hết rồi nha mấy anh em. Đó. Cầu đậu kìa. Đây mình làm mấy cái cành cây giả bằng sắt nè. Giờ chỉ cần trang trí nữa thôi. Đó, bệ là thác nước của chỗ cái AV kia mình dời vô. Vậy thôi. Bắn mica đồ xung quanh hết rồi đó, gần hoàn thiện hết rồi. Có bỏ thử thả mấy chim xe xẻ vô trong đây nè. Đó. Để coi nó có thoát ra đường nào không để mình biết đường mình sửa chữa. Vì cũ của mình giờ mình đang nhốt mấy con nó vô trong mấy cái lồng con 44 cái lồng con này để chờ làm xong cái bên đây thác nước rồi mình bỏ nó qua bên đây. Thì cái AV này mình cũng làm cái cửa kéo ra ha. Cửa kéo ra như vậy. Rồi có một cái lớp ni lông poly gì đó chắn lại cho
chim khỏi bay ra, để mình chung nữa khi mình đi vô chim khỏi bay ra. Còn thác nước thì mình cũng lấy từ bên kia qua ha. Lấy từ cái chuồng Avi cũ à. Nay dịch thợ thầy nó nghỉ hết rồi. Hôm nay là bên khu của mình là cách ly được một tuần rồi nha mấy anh em. Thì mình cũng ở trong cái khu gọi là khu phong tỏa chứ không phải khu cách ly. Nó đúng hơn là khu phong tỏa. Nên thợ thầy nó ở bên ngoài nó không có đi vô được. Thì còn chờ cái này cũng xong rồi, chờ làm cái hồ nước tròn tròn ở đây nữa là xong rồi đó. Thì giờ chỉ bắt chim bỏ qua thôi. Hôm nay đang làm cái AV lớn thì mình nhốt tạm mấy con này vô trong đây. Tất cả dồn vô 4 cái lồng này hết. Đó. Giờ xong rồi vô đây bắt và bỏ qua cái đó. Bỏ qua cái AV mới. Con này 3 con vẹt. Anh Tân hay chưa? Bỏ vô luôn đi, bỏ vô luôn. Cắn gì, cắn tao ta đâu có giết mày đâu mà cắn. Cắn giật mình thôi chứ đâu có đau đâu không. Ok. Ké cắn mới đau. Giờ mình thả mấy con này vô cái AV trước rồi, thử rồi. Cho nó có lỗ hở không, nó bay ra không. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Đây giờ mình thả mấy con chim chỉ nữa. Chỉ bé màu. Đây. Như con này. Thôi thả em đây. Thả coi chạy em. Đó. Đây em. Giờ đi bắt chim chỉ nữa phải không anh Tư? Đi.
này tự ra đi. Mở vậy là chưa chịu ra nữa. Đi. Đi. Chút cái đầu. Chút cái đầu ra. Nhớ thọt tay cho bác không? Đẹp ra rồi nè. Không bay nổi luôn nè. Nhát quá vậy. Đó. Giờ mới bay nè. Bay rồi. Cú này lì quá không ra. Thọt cho bác mẹ luôn nè. Cắn không? Cắn không? Chút cắn nữa. Ngửa lên đi. Ngửa ngửa. Ngửa lỗ lên đi. Ừ. Nó ra không? Dính giò hay gì đây? Kỳ vậy? Rồi, ra đi. Đó. Thank you.
tượng kính không, tượng trống bay ra. Thôi em nắm đây bắt con cu không có cắn đâu. Pháp này dạng lắm luôn, con vậy đó, bay bay. Đây. Thử cái tung nè. Đó. Kì. Thả đi. Thả đi. Con quả mi nè, hai con tưởng nè, ba con vẹt Malay nè, với hai con khú, một con quả mi nè. Lòng ra nó vô mà làm cái hồ nữa. Đó. Cảm ơn mấy anh em đã theo dõi nha. Rồi, nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký nha. Xin chào mấy anh em.